Ủa chứ cũng uống mà. Rồi, ra xe đi em ơi. Bên đội kỹ thuật bên anh huấn luyện viên đến từ Úc nha mọi người, anh Quân đó. Anh Quân là ảnh là huấn luyện viên quốc tế có bằng luôn nha mọi người, là ảnh là ảnh dạy cho Honda Racing Việt Nam đó. Đây đây là anh Quân. Hello mọi người, đây Quân đây. Anh Quân là chuyên là đào tạo và chỉ những cái kỹ thuật mà level cao cho những anh em chạy đua mọi người, đua chuyên nghiệp nha, đua hạng quốc tế chứ không phải là hạng sòn ở Việt Nam. Anh em thấy không? Đồ này là đồ để đua. Giáp là giáp full nha mọi người. Đó. Thì đấy hi, ok mọi người, hôm nay Duy xuống Đại Nam chạy truck nha. Thì lâu lắm rồi, cũng khoảng hơn một năm rồi Duy đã chưa có chạy trở lại cái sân đua đó. Lần này là có cách đây khoảng một tuần trước, hai tuần trước là Duy có chạy một lần. Nhưng mà chỉ là chạy chưa có gọi là căng lắm. Hôm nay là mình tính là mình chạy cho nó chỉnh chu đàng hoàng lại, nhưng mà bị mắc mưa nữa. Mà hôm nay thì cũng chuẩn bị về xe rất là kỹ, và kể cả có luôn bên đội kỹ thuật bên anh huấn luyện viên đến từ Úc nha mọi người, anh Quân đó. Anh Quân là ảnh là huấn luyện viên quốc tế có bằng luôn nha mọi người, là ảnh là ảnh dạy cho Honda Racing Việt Nam đó. Đây đây là anh Quân. Hello mọi người, đây là Quân đây. Anh Quân là chuyên là đào tạo và chỉ những cái kỹ thuật mà level cao cho những anh em chạy đua mọi người, đua chuyên nghiệp nha, đua hạng quốc tế chứ không phải là hạng sòn ở Việt Nam nhẹ nhẹ đâu. Đó cũng là người đầu tiên ở Việt Nam có cái bằng mà được bằng thế giới công nhận, có bằng mà huấn luyện viên của chạy rắc á. Đó, đỉnh cao luôn. Mà hôm nay Duy và đội đồng đội của Duy rất là hân hạnh khi được anh Quân chỉ những cái kỹ thuật gọi là một cái tầm cao mới. Duy hiểu được cái thông được cái mình phải thêm cái gì, hoặc là bớt cái gì, hoặc là cần thêm những cái kỹ năng gì để cho chạy trong truck nó nhanh hơn. Hôm nay thì Duy được trải nghiệm mà chắc phải cố gắng tập luyện thêm rất là nhiều lần mới chạy nhanh được. Dạ ok, em cảm ơn anh Quân rất là nhiều nha. Dạ hôm nay là có anh Quân là quá tuyệt vời. Ok mọi người, thì bây giờ tiếp theo thì Duy sẽ nói về nếu mà anh em khi mà muốn chạy truck thì và những cái điều mà cần thiết để chạy trong truck nha. Nếu mà anh em muốn chạy truck, thứ nhất là phải sắm được cái bộ đồ giống như Duy. Để Duy mặc lên cho mọi người xem. Anh em thấy không? Đồ này là đồ để đua. Giáp là giáp full nha mọi người. Đó. Thì để lấy cái nón với lại lấy cái ấy nữa. Cái nón. Rồi ok mọi người. Thì anh em trước khi mà muốn chạy trong chắc á, là trước tiên là phải có đồ bảo hộ trước. Cái này là điều cần thiết nhất nha mọi người, là bộ đồ phải đủ tiêu chuẩn. Thứ hai nữa là có dài, bao tay là phải khuyên anh em là nên xài đồ nó chất lượng hơn xíu thì nó sẽ an toàn hơn cho mình rất là nhiều. Thứ phải có thêm một cái nón full face, nhưng mà nên cố gắng xài nón xịn xíu, ok ha.
Rồi tiếp theo là mình phải có một con xe. Thì hiện tại là trước mắt mọi người là cái con Ninja 400 Duy đã set up lại thành một con xe để chạy trong rắc, chạy trong chắc đó, chạy ray, chạy đua được. Là Duy hạ đi đông xuống nè, Duy thay vỏ nè, lên cái thắng và heo bô, và luôn một cái cuộc sao Olin đó, cuộc sao Olin luôn nha mọi người đó. Thì đó là những cái điều mà cần thiết để anh em chạy trong chắc nó là, gọi là gần như là chuyên nghiệp đó mọi người đó. Đó là để là anh em mình quốc thôi. Nhưng mà khi mà nếu mà anh em muốn vào đây chạy ấy, thì nên phải có một đội kỹ thuật, hoặc là mình hỏi anh em mình nên là có kỹ năng trước thì mình mới vô chạy trong track được. Đó vậy thôi. Thì muốn chạy trong track á, thì anh em phải cần rèn luyện rất là nhiều những kỹ năng để chạy trong track nha. Nóng quá, mà cái xíu. Ok mọi người, thì trước mắt mà anh em muốn mà chạy trong track á, thì phải cần phải là thứ nhất là cũng phải có sức khỏe. Thật sự phải có sức khỏe mới chạy được nha mọi người. Anh em đừng nghĩ là chạy lên con xe là nó đã chạy là bẻ lái là rất là nhàn, nhưng mà thật sự không phải. Nó cần rất là nhiều cái thể lực, rất là mệt luôn. Vì là lâu lâu chạy, nó thật sự chạy nó mới có 3-4 vòng thôi á, là thở không nổi rồi. Đó, cực kỳ mệt. Đó, còn và kể cả cái đầu óc mình đó, nó phải tập trung nữa, nó cực kỳ tập trung, nó thuộc dạng là cao độ luôn. Nếu mà anh em mà sơ sức hay là hơi lơ là xíu là nó sẽ trả giá bằng té thì hư xe rồi, người còn không các kiểu, nó rất là nguy hiểm. Ok rồi, thì hồi nãy là Duy cũng đã chạy trong track rồi và đã quay những cái clip thì chút xíu thì ông Dương quay ấy lên cho anh em xem luôn. Ok mọi người, thì hôm nay là Duy sẽ làm một cái kiểu giống như là muốn chạy trong sân là như thế nào, muốn chạy trong track là như thế nào, phải cần gì. Thì hôm sau Duy sẽ làm một cái clip chi tiết hơn và kỹ thuật hơn. Để cho anh em được vào chắc chạy cho nó an toàn và nó được ở tốc độ cao nhất đó. Anh em nhớ đón xem cái tập sau nha. Còn hôm nay thì thật sự là Duy đã chạy bỏ hơn một năm, thì thật sự cái này nó giống như là văn ôn võ luyện vậy mọi người, quên hoàn toàn luôn. Một năm mấy là Duy không chạy là chạy là nó quên hoàn toàn luôn. Mình cũng nhớ nhưng mà nó khác biệt xa lắm. Mình tưởng đâu hồi đó mình chạy được, bây giờ mình chạy được, nhưng mà không phải. Muốn mà chạy thì phải tập luyện rất là nhiều mới trở lại giống như hồi xưa Duy đã chạy. Nó còn nhiều thứ lắm. Rồi ok mọi người, thì chắc hôm nay tới đây thôi. Nếu mà mọi người có thích thì nhớ cho Duy một like. Còn nếu mà muốn thêm một cái chủ đề gì nữa thì cứ comment bên dưới cho Duy ha. Ok bye bye.